Lúa xanh như vẫy gọi, tiếng ca như chào mời. Bạn ơi hãy đến Thái Bình quê tôi. Mát xanh nước Đông Châu, bao quanh sông Trà Lý, xa xa là Thái Thụy, một vùng đất nên thơ. Thái Bình đó quê ta, bao năm trường gian khó, bao con người vất vả làm nên đất anh hùng. Từ miền quê đồng lúa mênh mông, anh nắm tay em bao điều muốn ngỏ. Ngồi bên nhau trăng chiều lộng gió, tim rộn ràng bàn tay lại nhẹ xuống. Rồi một ngày anh sẽ bên em, ta góp công xây quê nhà tươi sáng. Đất quê ta anh hùng cách mạng, suốt đời này yêu mãi Thái Bình ơi. Chào mời bạn ơi hãy đến Thái Bình quê tôi. Mát xanh nước Đông Châu, bao quanh sông Trà Lý, xa xa là Thái Thụy, một vùng đất nên thơ. Thái Bình đó quê ta, bao năm trường gian khó, bao con người vất vả. Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, chào mừng lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, huyện Đông Hưng tại xã Đông Á. Các ban ngành đoàn thể xã Đông Á đã có hoa chúc mừng. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nhâm Công Thiện, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Xin cảm ơn đồng chí Nhâm Công Thiện. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Huy, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Có một nghề bụi phấn bám đầy. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nhâm Đức Việt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nhâm Văn Toản, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Đón thu về bâng khuâng ta áo trắng, khi hè về xôn xao tiếng ve ngân như dòng sông.
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Thị Tân, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Xã lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đoàn Sĩ Vân, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Đông Á ủng hộ số tiền 2 triệu đồng lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nhâm Sĩ Xanh, Ban Quản lý Chợ Chùa Đông Á lên tặng hoa và ủng hộ số tiền 1 triệu đồng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phí Chí Bình, Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Đông Á thay mặt Quỹ Tín dụng Nhân dân lên tặng hoa và ủng hộ số tiền 1 triệu đồng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em, có những cuộc chia tay giạt rào kỷ niệm. Người cầm bút, người cầm súng, người đi xa, hằng nhớ ghi trong tim. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Quyên, công ty gỗ Hoàng Quyên lên tặng hoa và ủng hộ với số tiền 1 triệu đồng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Bao tâm hồn nói thương anh hùng cách mạng chiếu sáng người tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Huy Hoàn, công ty bất động sản HTDB Thái Bình lên tặng hoa và ủng hộ với số tiền 2 triệu đồng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em. Người giáo xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tô Hải Hoan, trưởng phòng khám đa khoa Phúc An lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Cường, Giám đốc Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên nhận hoa. Đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ, như chim bay về khắp miền. Em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ, tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Tiếng em nói xin trọng cảm ơn ông Tô Hà Hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phí Hùng Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Xuất Nhập Khẩu Hải Phòng lên tặng hoa và ủng hộ 1 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Cường lên nhận hoa. Bao tâm hồn nói thương anh hùng cách mạng chiếu sáng người, tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam, lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam.
Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nhâm Xuân Tiến, giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đông Á lên tặng hoa và ủng hộ 5 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Cường lên nhận hoa và nhận quà. Đến giờ vào làm việc, xin kính mời các quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu về dự hội nghị vào trong nhà văn hóa ổn định tổ chức để hội nghị được bắt đầu làm việc. Mở đầu buổi lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, xin mời quý vị đại biểu cùng hướng lên sân khấu để đón xem chương trình văn nghệ do câu lạc bộ dân ca và chèo cùng các cô giáo của hai nhà trường biểu diễn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phí Ngọc Nhu, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca và chèo xã Đông Á lên điều hành chương trình văn nghệ. Và xin chào mừng tất cả các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng các vị đại biểu đang có mặt tại nhà văn hóa trung tâm xã Đông Á để tham dự lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời huyện Đông Hưng năm 2022. Kính thưa các quý vị, giáo dục là cuốn sách hàng đầu của đất nước Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh người đã từng nói, không có sách là không có tri thức, không có tri thức là không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Và thưa quý vị, trong suốt mấy chục năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới ngành giáo dục và đặc biệt là có những đột phá mới để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu của tình hình thời kỳ đổi mới đất nước cũng như trong chương trình phát triển công nghệ 4.0 và 5.0. Kính thưa các quý vị đại biểu, thực hiện kế hoạch số 84 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng ngày 21 tháng 9 năm 2022 về việc thực hiện kế hoạch tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức hôm nay trọng thể tại Nhà văn hóa Trung tâm xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022. Và trước khi buổi lễ chính thức được khai mạc, xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu để đón xem một chương trình nghệ thuật tổng hợp. Và lời đầu tiên, cho phép tôi Thanh Nhu thay mặt cho câu lạc bộ dân ca và chèo cùng 30 diễn viên có mặt trên sân khấu buổi sáng ngày hôm nay xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu một lời chúc sức khỏe. Chúc quý vị một buổi sáng thật vui vẻ, hạnh phúc và chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Trở về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam với con lạc cháu rồng, mẹ Âu Cơ và cha lạc Long Quân cùng 100 người con đi khai thiên lập địa. Qua các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn trong lịch sử 4.000 năm dựng nước của dân tộc Việt Nam, qua màn múa hát hào khí Việt Nam sáng tác của Phan Đình Tùng do các em học sinh trường trung học cơ sở xã Đông Á tham gia biểu diễn, tiết mục xin phép được bắt đầu. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhớ đẳng hành khang thủ bại hư. Con xây cờ đồ.
thời gian qua kiến dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ ngân hoa. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một làn hát múa Hào khí Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Phan Đình Tùng do các em thiếu niên học sinh của trường Trung học cơ sở Xã Đoạn Áp biểu diễn. Và ngay sau đây, để tiếp nối chương trình, bài hát múa, bài ca Người giáo viên nhân dân, top ca nam nữ câu lạc bộ sân ca và chèo cùng các cô giáo trường mầm non xã Đông Á tham gia biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân tâm hồn đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào đền. Dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em, có những cuộc chia tay giạt giao kỷ niệm. Người cầm bút, người cầm súng, người đi xa. Bên em là tương lai tổ quốc lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam. Vì những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Bay về khắp miền, em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ tự hào. Như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, tiếng em nói nhẹn lòng đau mơ hương lý tưởng, tiếng kêu sự trong rừng nương. Em đi theo hạt giống đẹp bao tâm hồn, nói gương anh hùng cách mạng chiếu sáng người. Tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam, lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam, lớn lên trong trái tim. Các vị đại biểu khách quý, dân ca là một loại hình nghệ thuật được tụ hội tinh hoa văn hóa của các vùng miền và các dân tộc của đất nước Việt Nam. Những câu hát được cất lên trong lao động sản xuất, trong ngợi ca Đảng, đất nước, ca ngợi tình yêu lứa đôi. Âm hưởng của dân ca vừa nhẹ nhàng, thư thái nhưng lại xa xiết đến lạ kỳ. Để tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu và đón xem bài hát múa Gió Đánh Đỏ Đưa do Thanh Hòa, Thanh Thanh Ngọc cùng tham gia biểu diễn. Cành bàng rừng treo anh hát cùng
Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng lẻ thê đời nàng. Gió đánh cành bàn, gió đập cành bàn, sừng treo em hát anh chàng. Cành hồng chỉ mình em biết muôn trần hay chưa. Vâng, chúng ta cũng cảm ơn Thanh Hòa và Thanh Thanh Ngọc trong bài hát múa gió đánh đò đưa. Để tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu và đến một bài hát đơn ca nữ, bài hát Người Thầy, sáng tác Duy Khoa, biểu diễn cô giáo Phí Thị Hồng Xuyến với phần múa phụ họa của hai mẹ con cô giáo Thu Hòa, trường tiểu học xã Đông Á. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Thank you.
Cảm ơn cô giáo Phí Thị Hồng Xuyến cùng hai mẹ con cô giáo Thu Hòa, trường tiểu học xã Đông Á đã gửi đến quý vị một bài hát múa rất là hay, bài hát Người Thầy. Quý vị thân mến, và ngay sau đây thì xin trân trọng kính mời quý vị cùng trở về quê hương Đông Á để đón xem một bức tranh tổng thể, một diện mạo mới của quê hương Đông Á trong những năm vừa qua, qua bài hát múa hát về Đông Á hôm nay, theo làn điệu Lới Lơ, soạn giả Phí Ngọc Nhu, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca và chèo xã Đông Á, với phần tham gia của câu lạc bộ dân ca và chèo, các cô giáo trường mầm non, các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đông Á cùng tham gia biểu diễn. Và sau đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng đón xem.
kính thưa các vị đại biểu khách quý, bài hát chèo hát về Đông Á hôm nay theo đàn điệu lưỡi lơ của câu lạc bộ dân ca của các cô giáo và các em học sinh trường trung học và tiểu học cơ sở xã Đông Á đồng tham gia biểu diễn. Và tiết mục này đã khép lại chương trình ca nhạc chào mừng buổi sáng hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Trân trọng giới thiệu bà đồng chí Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đông Á, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Đông Á lên điều hành chương trình hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua nội dung chương trình của buổi lễ khai mạc hôm nay. 1. Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng. 2. Thông qua nội dung chương trình. 3. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 4. Chương trình tặng hoa chúc mừng. 5. Triển khai kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng. 6. Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của xã Đông Á. 7. Phát biểu hưởng ứng chủ đề của đại diện các cơ quan, đơn vị tại xã Đông Á. 8. Phát biểu chỉ đạo của đại biểu tỉnh, của đại biểu huyện. 9. Phát biểu cảm ơn bế mạc. Sau đây, xin trân trọng giới kính mời các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội nghị đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ, chào. Xin trân trọng kính mời quý vị an tọa. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, Đảng ta cũng xác định giáo dục và đào tạo đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, muốn thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng, học tập và đào tạo. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời. Thực hiện kế hoạch số 84KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội Khuyến học Việt Nam phát động. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện về việc tổ chức làm điểm phát động tuần lễ học tập suốt đời tại xã Đông Á. Về dự hội nghị hôm nay, thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Về phía đại biểu tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng.
Về dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục Thường xuyên, Công tác Chính trị Học sinh, Sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, các đồng chí phóng viên, báo đài, phát thanh truyền hình Thái Bình về dự và đưa tin buổi lễ. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Bá Vường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Xã hội Học tập huyện Đông Hưng về dự và chỉ đạo buổi lễ. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự hội nghị, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan của huyện, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của huyện, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đông Hưng, lãnh đạo trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng các xã thị trấn, hiệu trưởng trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện, các đồng chí phóng viên Đài phát thanh truyền hình huyện Đông Hưng về dự và đưa tin buổi lễ. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu xã, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phí Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phí Đức Vui, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục xã. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, các đại biểu đại diện cho 7 cơ sở thôn, cùng các thầy cô giáo, các em học sinh đại diện cho các ngành học xã Đông Á đã về dự đông đủ. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt ban tổ chức, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 hôm nay thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của huyện Đông Hưng được tổ chức tại xã Đông Á. Rất vinh dự được đón các vị đại biểu khách quý về dự, chỉ đạo và có hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phí Đức Vui, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thay mặt ban tổ chức lên nhận hoa. Chia tay sát sao kỷ niệm, người cầm bút, người cầm súng, người đi xa. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đông Hưng lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phí Đức Vui, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thay mặt ban tổ chức lên nhận hoa. Đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa.
trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phí Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Á lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phí Đức Vui, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thay mặt ban tổ chức lên nhận hoa. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đoàn Văn Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị xã hội xã Đông Á lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phí Đức Vui, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên nhận hoa. Rất vinh dự cho hội nghị còn có được đón đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, do có công việc đột xuất đã gửi lãng hoa chúc mừng hội nghị. Đề nghị quý vị nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị, chương trình tặng hoa xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn những bó hoa tươi thắm, sự quan tâm đặc biệt của các quý vị đại biểu đã về dự, chỉ đạo và có hoa chúc mừng. Xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc trên cương vị công tác của mình, quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục nói chung và phong trào học tập suốt đời nói riêng. Xin trân trọng cảm ơn. Làm theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Đức Cường, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Đông Hưng lên thông qua kế hoạch và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 huyện Đông Hưng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị, được sự phân công của lãnh đạo huyện, sau đây tôi xin trình bày kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 huyện Đông Hưng. Thực hiện công văn số 4342 ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 3226 ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức tuần lễ cụ thể như sau. Về mục đích yêu cầu, tổ chức tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch số 50 ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, thống nhất tổ chức ra quân hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 và 100% số xã, thị trấn, cơ sở giáo dục và các đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Về chủ đề,
của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 là thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Về thời gian và địa điểm tổ chức, thời gian tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trong toàn huyện từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 tại ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị trong huyện. Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp huyện, ủy ban dân huyện sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, địa điểm tại hội trường ủy ban dân xã Đông Á. Tổng kết tuần lễ vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, kết thúc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị tổng hợp báo cáo ủy ban dân huyện qua phòng giáo dục và đào tạo trước ngày 10 tháng 10 năm 2022. Về các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, căn cứ điều kiện cụ thể của ngành, đơn vị, địa phương, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ủy ban nhân dân huyện gợi ý một số hoạt động như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng, vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Treo băng rôn khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng. Tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời để người dân biết và tham gia. Tổ chức lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời ở các địa phương với sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan và đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời có thể thực hiện thông qua các hình thức trực tiếp, trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực. Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, hoạt động thư viện, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia các diễn đàn, các câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học, góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt động dạy học. Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, các cơ sở giáo dục, triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật, kỹ năng, tìm kiếm, khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả. Giúp cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn có thể cài đặt một số ứng dụng thiết thực như sổ sức khỏe điện tử, Bluezone, thẻ bảo hiểm y tế điện tử, thanh toán các loại cước phí, tra cứu thông tin, phần mềm tiện ích phục vụ sinh hoạt, sản xuất, học tập. Xây dựng và phát triển các ứng dụng trò chơi miễn phí có tính giáo dục kết hợp với giải trí lành mạnh để tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động thi đua đạt được mức độ chuyển đổi số hiệu quả, kịp thời vinh danh các tổ chức cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Khuyến khích các cơ quan báo chí, truyền thông, tổ chức các sân chơi, diễn đàn,
Các cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số và giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hóa, khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia tự học, ghi âm, ghi hình, đóng góp và chia sẻ, dự thi trên các nền tảng công nghệ, tích cực tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến, tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc tại địa chỉ uel.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố, quốc gia trên thế giới về cách tận dụng các nền tảng số trong tổ chức các hoạt động học tập, giáo dục không chính quy và phi chính quy, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Về một số nội dung gợi ý về khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền, có thể sử dụng các khẩu hiệu sau đây. Một là chuyển đổi số để xây dựng thành công xã hội học tập mới. Hai là thi đua đẩy mạnh mức độ chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng. Ba là xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân, vân vân. Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Giáo dục Đào tạo, Hội Khuyến học, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong huyện, Trung tâm Học tập Cộng đồng, Hội Khuyến học các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động tuần lễ tại địa phương, đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu của đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, vận động khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực đồng hành, tham gia bố trí kinh phí, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời cấp huyện, chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học và các đơn vị liên quan, tham mưu chủ ủy ban dân huyện trong công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch, triển khai tuần lễ, chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả để hưởng ứng tuần lễ tại địa phương, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tuần lễ của địa phương, tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của tuần lễ học tập suốt đời trong suốt năm học. Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức và triển khai kế hoạch tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, giới thiệu các nội dung liên quan đến tuần lễ năm 2022 tại các khu vực thuộc trung tâm của huyện. Các phòng ban ngành đoàn thể của huyện chỉ đạo các ngành đoàn thể các địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trung tâm học tập cộng đồng xã thị trấn, triển khai kế hoạch tuyên truyền đến mọi người dân, tổ chức các hoạt động diễn ra trong tuần lễ. Đài truyền thanh truyền hình huyện kịp thời đưa tin tuyên truyền về các hoạt động trong những ngày diễn ra tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 tại các địa phương, cơ sở trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo Hội Khuyến học, Trung tâm Học tập Cộng đồng, các trường học trên địa bàn xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương tổ chức tuần lễ năm 2022 theo đúng kế hoạch, treo khẩu hiệu với nội dung theo chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Ở trước cổng cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động cụ thể trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 7 tháng 10 năm 2022, tổng kết và báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Giáo dục Đào tạo theo kế hoạch. Các cơ sở giáo dục trong huyện tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và trong công việc cho người dân. Trên đây là kế hoạch tổ chức
tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện nghiêm túc. Ký thay đồng chí Chủ tịch, đồng chí Phó Chủ tịch Bùi Bá Vượng đã ký. Kính thưa toàn thể các đồng chí, thực hiện phân công của lãnh đạo huyện, tôi vừa trình bày xong kế hoạch để tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Trước khi ngừng lời, xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, khách quý và toàn thể các vị dự hội nghị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí trưởng phòng giáo dục đào tạo, phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Đông Hưng. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể hội nghị, để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và phát động phong trào xã hội học tập của địa phương, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phí Đức Vui, thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục xã Đông Á lên phát biểu hưởng ứng và triển khai kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của Ủy ban Nhân dân xã Đông Á. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay rất vinh dự cho địa phương xã Đông Á được Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện chọn là địa điểm tổ chức buổi lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của huyện Đông Hưng. Thay mặt cho lãnh đạo địa phương xã Đông Á, xin gửi đến quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, các cháu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, Đông Á là xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Pháp và có truyền thống hiếu học, luôn gìn giữ và phát huy phun đúc qua nhiều thế hệ và đã có những kết quả. Quán triệt quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Những năm qua, các ngành học xã Đông Á đã có những chuyển biến rõ rệt về quy mô, chất lượng giáo dục và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp. Đặc biệt là xã Đông Á có trường phổ thông Nam Long Quan đóng trên địa bàn xã. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường học thân thiện luôn được chú trọng, cơ sở vật chất được từng bước chuẩn hóa, hiện đại, 100% cán bộ quản lý giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo. Kết quả của các ngành học của xã Đông Á năm học 2021-2022 về trường mầm non, cơ sở vật chất đáp ứng đủ yêu cầu dạy học đã được công nhận chuẩn quốc gia lần 2 vào năm 2022. Năm học 2022 đã huy động được 357 cháu, tăng so với năm trước 11 cháu, có 10 nhóm lớp và có 87 cháu 5 tuổi đã bàn giao lên tiểu học đạt 100%. Công tác giáo dục thể chất luôn được nhà trường quan tâm, các bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ, 100% các cháu được ăn bán trú, được khám chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ, 100% các nhóm lớp có đầy đủ đồ chơi, đồ dùng theo chương trình giáo dục mầm non. Năm học 2021-2022, trường đạt chuẩn, đạt là trường tiên tiến cấp huyện. Khối tiểu học và trung học cơ sở, về cơ sở vật chất, tiểu học và trung học cơ sở đáp ứng đủ yêu cầu dạy học. Địa phương đã hoàn thiện nhà học 3 tầng, 12 phòng học và các hạng mục phụ trợ trên 12 tỷ đồng. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện đầu tư cơ sở vật chất cho khối tiểu học. Tổng số học sinh của hai khối là 680 học sinh, trong đó khối tiểu học là 453, khối trung học cơ sở là 227 cháu. Tỷ lệ học sinh khá giỏi, năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, năm học 2021-2022, số học sinh đỗ vào trường trung học phổ thông đạt tỷ lệ cao, đứng thứ 9 toàn huyện và đứng thứ 2 trong khu 7. Về hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và công tác khuyến học,
Năm 2022, địa phương đã chỉ đạo cho Trung tâm Học tập Cộng đồng, Hội Khuyến học phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tài trợ là trên 150 triệu đồng để thực hiện các hoạt động, và có 3 các hoạt động chính là trao quà Tết 75 suất quà cho các cháu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất quà là 500.000 đồng, là bằng 37 triệu 500.000 đồng. Trao 22 cặp nã yêu thương và mẹ đỡ đầu cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hàng tháng với số tiền từ 200 đến 500.000 đồng, với tổng số tiền năm 2022 là 45 triệu 600.000 đồng. Trước lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, Ủy ban xã, Hội đồng giáo dục đã tổ chức khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi, thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong năm học và các cháu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số học sinh, thầy cô giáo là 192 lượt được khen thưởng với tổng số tiền và quà tặng là 70 triệu 500 nghìn đồng. Trung tâm Học tập Cộng đồng xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị tổ chức được 23 lớp học với 1.361 lượt người tham gia để chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm vào dịp Trung thu và đặc biệt là vào đầu năm học mới, các cơ sở thôn, các từ đường dòng họ, các khu di tích lịch sử tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, học sinh nghèo, cấp huyện, cấp tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các em học sinh thân mến, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời về thực chất là phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, làm cho mỗi người dân, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư thấy được tầm quan trọng của việc học đối với chủ trương vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển ngành nghề, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và vươn lên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi to lớn đó, Internet và các thiết bị công nghệ số luôn tiềm ẩn những nguy cơ. Đã có nhiều những vụ lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, đưa thông tin lừa gạt, việc sử dụng máy tính quá nhiều và sai định hướng có thể gây nên lệch lạc về nhân cách và gây nghiện game, bạo lực và chứng hoang tưởng. Chúng ta cần biết sử dụng những lợi thế và hạn chế những nhược điểm của Internet và các thiết bị công nghệ số để có thể đạt được thành tích và kết quả cao trong học tập và làm việc. Chính vì vậy, tôi nhất trí cao với sáng kiến thực hiện chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 là thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, việc xây dựng xã hội học tập và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là những chủ trương hết sức đúng đắn và có ý nghĩa của Đảng và Nhà nước. Chúng ta cần chung tay để việc học tập của tất cả mọi người được duy trì và phát triển không ngừng, chứ không chỉ dừng lại ở sự phát động của một tuần lễ. Đối với địa phương xã Đông Á đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 gửi đến các ban, ngành, đoàn thể, các cấp học, các cơ sở thôn, các từ đường dòng họ. Song, tại hội nghị hôm nay, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau. Đối với các em học sinh hăng hái thi đua học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành người công dân có ích trong xã hội, các em hãy tận dụng mọi thời gian, mọi cơ hội, mọi điều kiện có được và sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, bạn bè, sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng như TV, báo đài, sách, tài liệu để học tập thông tin trên mạng để không ngừng vươn lên trong học tập, đặc biệt là vận dụng kiến thức học tập và thực tiễn trong cuộc sống. Đối với phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân, hãy chăm lo hơn nữa cho việc học tập của con em mình, tạo điều kiện tốt nhất để cho các cháu học tập, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục đầu đời, tạo điều kiện cho các cháu học tập suốt đời. Đối với các đơn vị trường học, tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các phong trào thi đua của ngành giáo dục phát động, các cuộc vận động khác trong các đơn vị nhà trường, phối hợp các trung tâm học tập cộng đồng để tổ chức học tập suốt đời của địa phương có hiệu quả và thực chất.
đối với hội khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng, huy động các tập thể cá nhân có lòng hảo tâm, thiện chí cho việc tham gia đóng góp, hỗ trợ nguồn lực, kinh phí để có điều kiện khen thưởng, khích lệ, động viên cho thầy cô giáo và các em học sinh. Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tốt lực lượng xây dựng chương trình học tập cụ thể phù hợp với địa phương để hỗ trợ đắc lực vào việc phát huy thành quả trong quá trình lao động sản xuất, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng tủ sách cộng đồng phục vụ nhu cầu tìm hiểu trí thức của mọi người dân và tổ chức nhiều lớp học hơn nữa để chuyển giao khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các đoàn thể xã hội cần quán triệt sâu rộng quan điểm học tập suốt đời trong tổ chức mình, động viên lực lượng tham gia học tập làm nòng cốt cho phong trào học tập suốt đời, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, mặt trận khu dân cư ý nghĩa trách nhiệm của việc xây dựng học tập suốt đời. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị, tỷ phú Bill Gates có một câu nói rất nổi tiếng: nhà trường chỉ cho ta chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời. Vì vậy, tôi hy vọng sau buổi lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời hôm nay, địa phương xã Đông Á đã có những bước chuyển biến tích cực hơn nữa vào sự nghiệp học tập và chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời. Dừng lời, kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phí Đức Vui, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục xã Đông Á. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, thực hiện kế hoạch Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng và hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phí Thị Khuyên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đông Á, đại diện cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, các cơ quan đơn vị hưởng ứng phát động tuần lễ học tập suốt đời trên địa bàn xã Đông Á. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa các đồng chí, thưa các em học sinh yêu quý. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của xã Đông Á phát biểu hưởng ứng chủ đề trong buổi lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 do Ban Chỉ đạo Xây dựng Xã hội Học tập huyện tổ chức tại xã Đông Á. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo và các đồng chí đại biểu cùng các em học sinh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa các đồng chí, từ xa xưa tới nay, vai trò của giáo dục đào tạo luôn chiếm vị trí quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng dân tộc và cả xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam đã từng nói: cuộc đời là cái thang không có nấc chót, việc học là quyển vở không có trang cuối cùng. Trong quá trình đổi mới của đất nước, Đảng ta luôn coi giáo dục, đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu. Cùng với nhận thức về vai trò của giáo dục, việc học của mỗi người, đặc biệt là việc tự học, việc học tập suốt đời cũng là một kim chỉ nam cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục. Trong những năm học vừa qua, toàn ngành giáo dục và đào tạo phải thực hiện mục tiêu kép, đã linh hoạt chuyển đổi hình thức tổ chức dạy học, sinh hoạt chuyên môn, hội họp từ trực tiếp sang trực tuyến. Và kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến, điều đó cũng thể hiện kết quả của việc chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo huyện nhà. Năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục đào tạo huyện tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 23/CTHU ngày 24/1/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục tiêu
cung cấp cho xã hội nguồn lao động và đào tạo và lao động chất lượng cao. Là một cán bộ quản lý trong ngành giáo dục, tôi thiết nghị việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho việc học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Là hoạt động thiết thực, là lời kêu gọi đầy ý nghĩa đối với mọi tầng lớp nhân dân trước bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19 và phong trào xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới. Những hoạt động này không chỉ diễn ra trong tuần lễ mà cần tiếp tục duy trì và phát huy đối với mỗi tổ chức và cá nhân trong thời gian tiếp theo. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022, thay mặt tập thể các nhà trường trên địa bàn xã Đông Á, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ cơ bản sau. 1. Nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của các cấp, các ngành trong bối cảnh tình hình mới sau đại dịch COVID-19. Tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. Cùng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và địa phương phát động để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm học. 2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh, phụ huynh và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tích cực hơn nữa trong công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng số để xây dựng xã hội số, chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức nhiều hoạt động. Chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tâm thế trước sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ số, ứng dụng những lợi thế và hạn chế những nhược điểm từ Internet và các thiết bị công nghệ số để tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục. 3. Với vai trò của nhà trường, chúng tôi luôn bồi đắp cho các em học sinh, luôn hăng hái thi đua, học tập, tích lũy kiến thức và kỹ năng cần thiết, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Các thầy cô, gia đình và toàn xã hội cần quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học sinh, từ mầm non đến phổ thông và đại học, được chăm sóc sức khỏe an toàn, có môi trường giáo dục tốt, có cơ hội được học tập, có đủ phương tiện, thiết bị dụng cụ, tài liệu, học liệu để không ngừng vươn lên trong học tập. Biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, nhân buổi lễ khai mạc, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 hôm nay với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho việc học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Được thực sự đi vào trong cuộc sống lao động và học tập của đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh của mỗi người, mỗi nhà, chúng tôi rất mong các đồng chí lãnh đạo tiếp tục quan tâm đầu tư cho các cơ sở giáo dục, hệ thống trang thiết bị, dạy học, ứng dụng kỹ thuật số, phòng công nghệ thông tin, đường truyền Internet để đảm bảo để có thể chuyển đổi số trong dạy, học một cách thuận lợi, hiệu quả nhất, phục vụ cho quá trình dạy và học, cũng như ứng phó với những diễn biến phức tạp của tình hình mới. Trước khi ngừng lời, một lần nữa tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí, các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi. Chúc cho tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của huyện đạt nhiều kết quả thắng lợi. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Phí Thị Khuyên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm Non xã Đông Á, đại diện cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn đã hưởng ứng phát động tuần lễ học tập suốt đời trên địa bàn xã Đông Á. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị, rất vinh dự cho buổi phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 hôm nay được đón đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện về dự và chỉ đạo. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Bá Vường, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Đông Hưng lên phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Kính thưa đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Kính thưa các đồng chí, đại diện cho các ban ngành đoàn thể huyện, các đồng chí lãnh đạo các xã thị trấn, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Hôm nay, Ban Chỉ đạo Xây dựng Xã hội Học tập huyện tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 tại xã Đông Á. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các đồng chí về dự buổi lễ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc các cháu học sinh luôn vui khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí cùng toàn thể các em học sinh, ngay từ những ngày đầu mở nước, các triều đại của Việt Nam luôn chú trọng đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Bởi chỉ khi có một sự nghiệp giáo dục vững mạnh, phát triển thì đất nước mới có những người tài làm rạng danh dân tộc. Danh sĩ Thân Nhân Trung, vị tiến sĩ Triều Lê đã khẳng định, hiện tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và càng lớn lao. Nguyên khí suy thế, suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Sự nghiệp giáo dục vì thế mà luôn được quan trọng. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm tới việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập suốt đời. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định, học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi, rất thiết thân, có rất nhiều cái phải học và cũng có rất nhiều cách để học. Học ở trường, ở lớp, học trong cuộc sống, học trong công tác, học ở trong nước, học ở ngoài nước, học thầy, học bạn, học lẫn nhau, tự nghiên cứu và tự học. Qua các nhiệm kỳ đại hội, Trung ương Đảng đã ban hành các chỉ thị nghị quyết, Chính phủ đã ban hành các quyết định phê duyệt thực hiện các đề án và chương trình hành động về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong xu thế vận động và phát triển không ngừng của thế giới, kỷ nguyên số đã đưa nhân loại bước vào cuộc công nghiệp 4.0. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của mọi người dân là điều kiện cần thiết để bắt kịp sự phát triển không ngừng của cuộc sống. Chuyển đổi số đã hỗ trợ đổi mới phương thức quản lý, sản xuất, giao thương và sinh hoạt hàng ngày của mỗi người dân, hỗ trợ đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần hình thành công dân thông minh, công dân số, đáp ứng công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, trong 3 năm qua, đại dịch COVID-19 xuất hiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt, lao động, học tập của con người, làm đẩy lùi tốc độ phát triển kinh tế các quốc gia trên toàn thế giới. Cũng từ đó, mỗi quốc gia, mỗi lĩnh vực ngành nghề, con người phải tìm nhiều biện pháp ứng phó, thích nghi để vượt qua đại dịch, duy trì sự sống, củng cố mọi hoạt động để phát triển đất nước. Đại dịch COVID-19 gần như đã làm gián đoạn mọi hoạt động trực tiếp ở nhiều nơi, khiến chúng ta càng cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của công nghệ số đối với các hoạt động của đời sống xã hội. Trên toàn thế giới, mọi người dân ngày càng có nhu cầu cao và cần có kỹ năng sử dụng công nghệ số, kỹ năng khai thác, ứng dụng nguồn tri thức nhân loại từ nhiều thời đại khác nhau. Nhiều tài liệu, học liệu, sách vở, giáo trình điện tử được chia sẻ miễn phí trên không gian mạng. Nhiều diễn đàn được lập ra cho từng lĩnh vực ngành nghề, từng lứa tuổi khác nhau. Đây thực sự là cơ hội lớn để cho mọi người cùng học tập, tích lũy kiến thức trong kho tàng tri thức mở của nhân loại và con đường để hướng tới thành công cho mỗi cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ đó, Internet và các thiết bị công nghệ số luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn đối với mọi người, ảnh hưởng tiêu cực đến nền chính trị quốc gia nếu động cơ và mục đích sử dụng không đúng hướng. Thực tiễn hiện nay, các thế lực thù địch phản động và kẻ xấu lợi dụng không gian mạng
đã tuyên truyền nhiều nội dung với những luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta. Kẻ xấu dùng nhiều thiết bị công nghệ cao, khai thác đánh cắp thông tin của người dân, đã tạo nhiều vụ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản như tín dụng đen, vay tiền qua app. Việc khai thác sử dụng điện thoại, mạng Internet quá nhiều và sai định hướng có thể gây lệch lạc, ảnh hưởng về nhân cách như nghiện game, bạo lực, chứng hoang tưởng. Tất cả những hành vi đó để lại hậu quả khó lường cho mỗi cá nhân, cho mỗi gia đình và cho toàn xã hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, kế thừa truyền thống học tập từ các thế hệ tiền nhân, nhận thức được vai trò tầm quan trọng của việc học tập suốt đời. Chính vì vậy, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động diễn ra hàng năm từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 trên phạm vi toàn quốc, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tận dụng những thế mạnh mà công nghệ số mang lại để phục vụ cho quá trình học tập suốt đời của mỗi người dân, năm 2022, tuần lễ được tổ chức với chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Việc chuyển đổi số, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là nhiệm vụ cấp bách cơ bản, là yêu cầu chiến lược của nền giáo dục cả nước trong giai đoạn mới. Để tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 đạt kết quả tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh và phong trào xây dựng xã hội học tập của huyện có bước tiến mới, tôi đề nghị các vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo các cấp các ngành, các thầy giáo, cô giáo, các cháu học sinh và mọi người dân trong huyện cần thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là, đối với phòng giáo dục và đào tạo huyện, cần giữ vai trò nòng cốt là cơ quan chủ trì phối hợp với hội khuyến học huyện, tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của huyện, xây dựng và triển khai các kế hoạch về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phối hợp với các phòng ban ngành liên quan, tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của huyện, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt lễ khai mạc và tổ chức các hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, duy trì phong trào xây dựng xã hội học tập của huyện trong giai đoạn mới, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể đội ngũ, học sinh và phụ huynh về nhiệm vụ chuyển đổi số, về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, triển khai đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, triển khai đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch 123 ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban dân tỉnh về hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. Hai là, đối với Hội Khuyến học huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể của huyện, Hội Khuyến học phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục huyện, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển phong trào xây dựng xã hội học tập từ mỗi công dân, gia đình, dòng họ, đơn vị và cộng đồng xã hội, huy động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm tham gia hỗ trợ, đóng góp nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài, có quy chế khen thưởng, thi đua kịp thời động viên, khen thưởng những tấm gương điển hình về việc học tập tốt, học tập suốt đời. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội của huyện cần quán triệt sâu rộng quan điểm học tập suốt đời trong cơ quan, tổ chức mình, động viên các lực lượng tham gia học tập làm nòng cốt cho phong trào học tập và học tập suốt đời, chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, mặt trận, khu dân cư nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng xã hội học tập. Ba là, đối với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chăm lo sức khỏe nhân dân, củng cố phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đảng bộ, trong nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, kịp thời triển khai và thực hiện quyết định số 571 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
về thực hiện nghị quyết số 02 ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 50 ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban dân huyện về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện theo quyết định 1373 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 14 ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế văn hóa xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập suốt đời tại địa phương. Vốn là, đối với trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn, cần củng cố nề nếp hoạt động của ban giám đốc, các tiểu ban, báo cáo viên, cộng tác viên, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình học tập cụ thể, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục thường xuyên, yêu cầu về chuyển đổi số, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, với nhu cầu học tập của người dân. Phát triển về cơ sở vật chất, phối hợp mở nhiều lớp học về nghề học ở đại địa phương, học tập văn hóa, học tập chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, trình độ khoa học kỹ thuật, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của người dân trong phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, huy động các nguồn xã hội hóa để xây dựng tủ sách cộng đồng, tủ sách gia đình, phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu tri thức của mọi người, xây dựng mô hình công dân học tập. Tuyên truyền tới mọi gia đình, động viên nhân dân hãy tạo điều kiện trang thiết bị, dụng cụ tốt nhất cho việc học tập của con em, quan tâm nhiều hơn nữa tới việc chăm sóc quản lý giáo dục con em, đặc biệt quản lý học tập với môi trường điện tử. Tuyên truyền để mọi người dân biết tự mình học tập qua việc tham gia các đợt tập huấn, tìm hiểu cập nhật khai thác thông tin tại nhà văn hóa thôn, điểm bưu điện văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn, trau dồi kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trong đời sống hàng ngày, giao dịch trực tuyến tại nhà để mua bán, trao đổi hàng hóa online, giải quyết các thủ tục hành chính tại nhà, không cần qua trung tâm giao dịch một cửa các cấp, góp phần xây dựng cộng đồng học tập, thúc đẩy chuyển đổi số. Năm là, đối với các cơ sở giáo dục, chủ động phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng, tham mưu cho lãnh đạo địa phương, tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, thành công đạt hiệu quả thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động học tập nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về tác dụng ý nghĩa to lớn của việc học tập suốt đời, yêu cầu về nhiệm vụ chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thực hiện đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, theo lộ trình quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khuyến khích học sinh đọc sách, đọc các tài liệu kỹ thuật số, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động giao lưu, văn nghệ, các cuộc thi, kể chuyện, các buổi tọa đàm, giúp học sinh dần trở thành công dân số. Huy động các nguồn lực, làm tốt công tác xã hội hóa để xây dựng thư viện điện tử trường học, xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh. Phối hợp và hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn trong công tác giáo dục thường xuyên của địa phương, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho nhân dân địa phương. Sáu là, đối với các cháu học sinh, giai đoạn học phổ thông là giai đoạn các em hình thành kiến thức kỹ năng cơ bản đầu đời, đặt nền móng vững chắc cho sự học tập suốt đời. Các cháu hãy tận dụng mọi thời gian, mọi cơ hội, mọi điều kiện có được như sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng như TV, radio, sách báo, thư viện, tài liệu học tập, thông tin qua mạng, đồng thời biết tự chủ mọi hành vi, tránh bị ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình học tập để không ngừng vươn lên, học tập tốt, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng tri thức và kỹ năng cần thiết để trở thành
công dân thế hệ mới, công dân số, công dân toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia vững mạnh và phồn vinh. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, trong buổi lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 hôm nay, thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình và các phòng chuyên môn của Sở trong suốt những năm qua đã luôn luôn quan tâm chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Hưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị các năm học và phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung của huyện. Chúng tôi mong muốn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ sâu sắc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa của các đồng chí để huyện Đông Hưng ngày càng phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể của xã Đông Á đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc giúp cho Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 thành công tốt đẹp. Xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi, sớm trở thành công dân số, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Chúc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của huyện nhà đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Bá Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của huyện. Chúng tôi cũng xin hứa với ông đội địa phương xã Đông Á sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí và cũng mong đồng chí cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Sở Giáo dục Đào tạo, đại diện cho lãnh đạo huyện ủy, ủy ban huyện sẽ quan tâm hơn nữa đến cái sự nghiệp giáo dục nói chung và đặc biệt là cái công tác học tập cộng đồng và xã hội. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, lễ khai mạc phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 của huyện Đông Hưng diễn ra từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 tại xã Đông Á đã kết thúc tốt đẹp. Phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là một chiến lược vô cùng quan trọng. Học tập suốt đời là chìa khóa của mọi thành công. Việc xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn xã hội. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã khởi xướng, xây dựng phong trào toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, tạo nền móng cho việc xây dựng xã hội học tập bền vững, phấn đấu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong kỷ nguyên công nghệ số 4.0. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương và ban tổ chức hội nghị, xin trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo cho Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện Đông Hưng, thành viên ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục và các phòng ban chuyên môn của huyện Đông Hưng, các đồng chí lãnh đạo các xã, thị trấn, giám đốc trung tâm học tập cộng đồng các xã, hiệu trưởng của các nhà trường trong toàn huyện, các phóng viên báo đài Thái Bình, đài phát thanh và truyền hình huyện Đông Hưng đã có mặt đưa tin buổi lễ. Xin cảm ơn các đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng các đại biểu đã có mặt đông đủ để tạo nên buổi lễ thành công tốt đẹp hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và thành công hơn nữa trong cuộc sống trên mỗi cương vị công tác học tập của mình, quan tâm và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trưởng ban chỉ đạo đã chỉ đạo tại hội nghị. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn toàn thể hội nghị và xin kết thúc hội nghị ở đây. Xin trân trọng cảm ơn.
vẫy gọi, tiếng ca như chào mời. Bạn ơi hãy đến Thái Bình quê tôi. Mát xanh nước Đông Châu, bao quanh sông Trà Lý, xa xa là Thái Thụy, một vùng đất nên thơ. Thái Bình đó quê ta, bao năm trường gian khó, bao con người vất vả.